Nhằm khuyến khích và lan tỏa xu hướng ẩm thực chay, Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Xu hướng ẩm thực chay. Buổi tọa đàm không chỉ là cơ hội để chia sẻ và lắng nghe kinh nghiệm giữa những người có cùng sự quan tâm đến ẩm thực chay, mà còn là nơi các chủ nhà hàng chia sẻ những bí quyết quản lý vận hành nhà hàng chay. Đây cũng là dịp để các khách mời và khán giả thảo luận về vai trò của ẩm thực chay trong việc duy trì một lối sống lành mạnh và bền vững. Trong bức tranh đa dạng của ẩm thực Việt Nam, ẩm thực chay đang đóng vai trò quan trọng không chỉ trong quốc gia mà còn trên khắp thế giới. Ẩm thực chay không chỉ là thưởng thức các món ngon mà còn là góp phần xây dựng một cộng đồng có ý thức về dinh dưỡng và môi trường. Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn đã có hơn 32 năm kinh nghiệm trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trường tổ chức sự kiện về chủ đề ẩm thực chay với mong muốn bồi dưỡng kiến thức cho sinh viên và góp phần khẳng định vai trò quan trọng của ẩm thực chay đối với văn hóa ẩm thực Việt Nam và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành du lịch nước nhà.